Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Còn hôm nay thì vườn mai của chị Thủy ha, có đầu cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép chấm siêu bông Sài Gòn, Phong Tiền Thông, hàng chờ Tết năm 2024 cho cô chú anh chị mình ha. Hàng bao chuyển giống bảo hành giống cho cô chú anh chị 100% luôn nha. Hiểu mong cô chú anh chị vào xem thấy cái nào giá cao hợp lý ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu về giao lưu ha. Chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bánh Te thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha. Hôm nay thì em vào để mà giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai siêu bông Sài Gòn để mình về chơi Tết năm 2024 anh cô chú anh chị, hàng nút nụ đều ha và tàn thông ha, dáng đẹp. Rồi, đầu clip hôm nay là mã số là 18A nha cô chú anh chị. Mã số 18A là một cây siêu bông Sài Gòn ạ. Nè, nụ nó già hết trơn cô chú anh chị ha. Nụ lên tàn ôm luôn ha, lên màu mỡ gà hết, màu cánh gián hết rồi ha. Hoành thân được 19 ạ. Nụ siêu nhiều chiều luôn. Chiều cao là 109 ạ. Tán ngang là 91 ạ. Cái này có đế ha. Tàn đều. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.700.000 nha. Rồi 1.700.000 bao phí vận chuyển 1 ha. 1.700.000 em bao phí vận chuyển ạ. Rồi tiếp theo cây mã số 19A. Tiếp theo 19A là một cây hoàng quyết long không nhị nha cô chú anh chị. À, cây này tàn khá luôn ha, nút nụ đục bông cô chú anh chị ha. Có bông hoa trên cây luôn ha, đảm bảo chuẩn giống cho cô chú anh chị mình nha. Đó, có một số bông ha. Nụ thì nói chung là còn khá là nhiều nha cô chú anh chị nè. Đó, mắt lá cũng có ha, mỗi mắt lá đều có nụ nha. Hoành thân là được là 19. Rồi. Chiều cao là 100. Cái này cái đế khá là quái nha cô chú anh chị. Tán ngang là 79. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.400.000 bao phí ship nha. Rồi 1.400.000 ha. Rồi đợi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 20A. 20A là một cây siêu bông Sài Gòn dáng bay nha cô chú anh chị. Rồi. Nụ quá xa nụ luôn nha cô chú anh chị, bao nụ luôn nha cô chú anh chị ha. Cái cây này mã tổ là y như cái mâm xôi luôn cô chú anh chị ơi. Nụ già, nụ siêu nhiều luôn nha. Hoành thân được 18. Quá trời nụ luôn. Chiều cao là 47. Rồi. Chiều bay là 111. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.700.000 nha. Rồi 1.700.000 ha. 1.700.000 bao phí ship ạ. Rồi tiếp theo cây mã số 21C. 21A. 21A. 21A là một cây siêu bông Sài Gòn đó nha cô chú anh chị. Cây đế VIP đế đẹp luôn. Nút nụ đồ có hết nha cô chú anh chị ha. Bao nụ nha cô chú anh chị. Nụ già lên màu mỡ gà hết, lên màu cánh gián hết rồi cô chú anh chị ha. Cây này có đế ha. Rồi thông số luôn nha chị. Hoành thân tại điểm này là mình được là 18, yếu tí xíu em tính 18 nha. Rồi. Ủa tính 17 nha. Chiều cao mình là được 107. Tán ngang là mình là 72. Rồi. Dạ rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.300.000 nha. Rồi, đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 22A. Tiếp theo mã số 22A là một cây siêu bông Sài Gòn nữa ha cô chú anh chị. Cây rồi. Này thì cái tàn y như một cây thông Noel luôn. Đấy, quá là đẹp luôn, nút nụ thì thôi. Về em, về luôn cô chú anh chị ơi. Em bao nút nụ cho cô chú anh chị em mình nha. Quá xa nụ luôn cô chú anh chị ơi. Nụ thấy ham luôn cô chú anh chị, nụ vàng nụ luôn. Nụ lên mà mở gã trơn ha. Rồi, thông số đó nha chị. Trời ơi, cây này xù xì cái góc nó thấy mê luôn cô chú anh chị ơi. Đế bàn ra luôn ha. Đế bỏ bàn ra luôn. Hoành tại điểm này là mình được là trời ơi, 30 nha cô chú anh chị. Hoành 30 ha. Hoành 30. Rồi, nụ vàng ôm luôn, nụ thấy ham luôn cô chú anh chị. Chiều cao là mình được là 90. Tán ngang là mình được 102. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2.200.000 em bao phí ship nha.
Rồi 2.200.000 đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 23A. 23A cũng là một cây siêu bông Sài Gòn tàn thông nữa nha cô chú anh chị. Rồi cái này cái tàn quá đã luôn cô chú anh chị ha. Rồi nút nụ nè cô chú anh chị, bao nhiêu luôn nha. Bao nhiêu nút nụ luôn. Cây này là cái vết dạ mùa nên nó nút nụ dữ lắm cô chú anh chị. Quá xa nút nụ luôn cô chú anh chị. Hoành thân cây này là mình được 25. Hoành thân 25, tự cái đế này cô chú anh chị. Quá gì cà na luôn. Rồi thông số luôn ha. Rồi, nhánh trong quá xá nụ luôn. Cái cây này em bảo đã ra Tết nay chị tổ một cái là mình rất là nỗ lực luôn. Chiều cao là được 102. Rồi. Tán ngang là mình được là 109. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2.500.000 nha. Rồi, 2.500.000 ha. Rồi. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 23. 24A. Rồi. 24A là một cây siêu bông Sài Gòn tàn thông đó nha cô chú anh chị. Nụ siêu nhiều luôn ha. Thấy cái mấy cái tàn này nhánh thì nó hơi thưa thôi ha. Tại vì nhà vườn nuôi cốt cô chú anh chị ha. Cái nụ siêu nhiều luôn. Mấy anh chị mình xem ha. Như cái ti cái tàn nó thưa vậy nè, nút nụ rất là nhiều. Trời ơi siêu bông Sài Gòn mà nó tổ như vậy nó mới đơm lên, mới thấy mới là đẹp cực kỳ, mới xuất sắc của nó nha cô chú anh chị. Đó, hoành thân được 21. Nó cũ quá trời cũ luôn. Nhìn cái bệ cũ khủng khiếp các bạn. Rồi, thông số chiều cao tháng ngang luôn ha. Chiều cao là mình được 117. Tán ngang là mình được 81. Rồi. Rồi, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.700.000 em bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 25A. Tiếp theo mã số 25A cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Cái này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đế có luôn. Rồi. Thông số này hoành thân được 20.5 em tính 20 nha. Rồi. Bộ đế quá trời bộ đế. Nụ quá xa nụ luôn ha. Chiều cao là được 108. Nụ già lắm cô chú anh chị. Tán ngang là được là 90. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.800.000 thôi nha. Rồi 1.800.000 ha. Rồi. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 26A. Tiếp theo mã số 26A cũng là một cây siêu bông Sài Gòn tàn thông nữa nha cô chú anh chị em mình. Rồi. Mấy cây này thấy vậy thôi chứ đảm bảo cô chú anh chị mình ta nở một cái là đặt cây luôn. Cái hàng này mà tổ là cô chú anh chị em mình thấy là ghiền luôn. Nụ mỏi mắt lá luôn á cô chú anh chị ơi. Nè. Nụ siêu nhiều luôn nha. Hoành thân được 17. Mỗi mắt lá đều thấy nụ ha. Chiều cao là mình được 115. Rồi. Tán ngang là mình được là 91. Rồi. Rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.600.000 thôi nha. Rồi 1.600.000 ha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 27 ha. Tiếp theo mã số 27A. 27A cũng là một cây siêu bông Sài Gòn tàn thông đó nha cô chú anh chị. Dáng trực đế thì một đấm luôn. Nút nụ rồi già. Cái này mình về mình chơi á, cái mình trồng vô bồn á. Rồi các năm hai năm mình đem nâng cái đế lên từ từ ha. Bộ đế này đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đấy. Dạ hoành thân là được 21 ạ. Nụ siêu nhiều luôn nha. Chiều cao là 116 ạ. Rồi. Tán ngang là mình được là 90 ạ. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2.200.000 em bao phí ship nha. Rồi. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem và ủng hộ cho em rất là cảm ơn ha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chủ thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và đồng hồ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.